kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay thì mình làm video nhằm chia sẻ với các bạn cái cách mà mình xử lý cái hồ cá cũ để mà mình nhập cá mới về nha các bạn. Thì sẵn đây thì mình có đặt hai cặp cá HP Retro. Chờ người ta ship tới thôi. Thì hy vọng là trong một trong hai ngày nữa thì cá sẽ tới và sẽ an toàn. Thì mình tranh thủ thời gian mình dọn vệ sinh hồ, mình dọn cá đó mà mình chuẩn bị cái hồ để mà mình nhốt cá mới cho nó đảm bảo. Tại vì hai cặp cá này nó cũng tương đối khá là đắt ha, khá là đắt, thành ra mình chú ý nhiều hơn một chút. Chứ mà mấy cặp cá mà bình thường á thì mình lười lắm nha. Rồi để mình cho các bạn xem. Đây là cái hồ cá mà mình đang xử lý nè. Thì sáng giờ mình làm các bạn thấy cái màu xanh thì các bạn thấy là các bạn sẽ biết là mình bỏ thuốc gì trong đó rồi. Mình cũng không cần nói nhiều với các bạn. Dân nuôi cá mà nhìn lên cái màu xanh này là mình biết mình bỏ thuốc gì và cái liều rất là cao. Thì cái hồ này ban đầu là mình nhốt cái thằng đồng đỏ rít bông nè các bạn. Đồng đỏ rít bông. Sau này thì mình dời cá mái rít bông và cá trống rít bông mình nhốt chung. Do lý do là cá này nó cũng tới lứa tuổi là sinh sản rồi. Mà nhốt riêng hoài thì ổn. Nhốt chung để mà kiếm cá con rồi. Có bạn nào mà thích á, cá tới lúc đẻ rồi đó, các bạn nào mà thích thì lại hốt liền thì có cá đem về là có cá đẻ luôn ha, khỏi cần nuôi gì nữa hết, đem về là cá có bầu là đẻ, còn chưa có bầu thì chờ tầm khoảng 20 ngày là có cá con đó. Thì mình nhốt trống là toàn bộ trống là rít bông hết, máy cũng là 80% là rít bông, trong đó có 20% là máy gen cũ của mình ha, máy gen gốc của mình đó, thành ra ra cá thì bảo lãm là ra cá gen và cá rít bông chứ không có mà ra cá thường được, tại vì trống gen đạp máy gen thì ra không phải là hàng gen nữa nha, ra không có rít bông thì không phải là hàng gen nữa. Rồi thì mình trở lại vấn đề chính nè, cái hồ này thì mình sẽ chuẩn bị nhốt hai cặp HP Retro của mình đó. Các bạn thấy thì mình bơm nước thì muốn ngập rồi, đáng lẽ là mình sẽ bơm ngập lên tới mí này luôn mà mình thấy cũng không cần thiết, do mình sử dụng mực nước là thường thường mình nuôi là mực nước cũng thấp chứ không cao, lên tới đây là cao dữ lắm rồi đó. Thì trong đây thì mình đã bỏ muối rồi, và mình có thêm xanh methylene này, cái này là dành cho người nha, cái liều đậm đặc hơn rất là nhiều, cái liều cho thủy hải sản đó, nó có một loại xanh methylene dành cho thủy sản khác nữa, cái liều này đậm đặc hơn rất là nhiều và mình bỏ khá là đậm để mà mình diệt khuẩn hết cái hồ này. Lý do tại sao mà mình phải làm như vậy? Lý do tại sao mà mình phải là chuẩn bị hồ, mình phải sát khuẩn cái hồ của mình để mà mình đem cá mới về, là nhiều khi trong cái hồ cá của mình nó có chứa những cái nấm khuẩn mà mình không có mà kiểm soát được, nó vẫn có chứa một cái lượng nấm khuẩn nhất định, tuy nó không có tấn công vô cái con cá của nhà mình. Con cá của mình cũng quen sống trong cái môi trường đó rồi, và con cá của mình hoàn toàn khỏe mạnh sống trong môi trường đó. Nhưng mà khi mà bạn thả cá mới vô ngay cái môi trường đó mà cái hồ của bạn không được chuẩn bị kỹ càng đó, cái hồ của bạn không được chuẩn bị kỹ thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề là khi mà con cá mới đem về đi đường xa nó đã mệt, vừa đói vừa mệt rồi thêm cái nữa là pH lạ vô, pH khác vô thì nó sẽ có hiện tượng là nó phải thích nghi với cái pH mới. Thì lúc đó con cá nó sẽ tình trạng sức khỏe của nó sẽ không nằm ở cái mức là đỉnh cao, cho nên là nấm bệnh rất là dễ tấn công, mặc dù mang cái nồng độ rất là ít, một số ít không đáng kể, nhưng mà lỡ nó tấn công thì sao. Thành ra mình phải phòng ngừa cái vấn đề đó để mà mình phòng cho cái con cá mới chứ không phải là ấy. Cái việc này rất là quan trọng khi mà bạn chuẩn bị hồ để mà bạn đem cá về đó. Nếu mà các bạn chuẩn bị hồ không có hợp lý thì rất là dễ dàng mà cái con cá của bạn sẽ mắc một vài loại bệnh, trong khi mà cái hồ của bạn là nuôi cái con cá cũ là nó không sao hết, nhưng mà thả cá mới rồi cá mới là bị bệnh. Và các bạn cũng đừng có thắc mắc cái trường hợp đó là gì các bạn cũng đừng có thắc mắc cái vấn đề đó, lý do cũng như là cái đàn cá này của mình mặc dù là mắt đỏ cực kỳ khó nuôi đó, yêu cầu chất lượng nước cao hơn cái dòng mắt đen rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình đem cá mới về mình thả vô ngay đây trong cái hồ này luôn, hiện tại cái hồ này của mình đang khỏe mạnh, đem cá mới về thả vô ngay cái hồ này luôn thì con cá mới lại bệnh, mà cái đàn cá cũ thì không sao hết chứng tỏ là cái con cá mới không phải là cái con cá, và chứng tỏ là cái con cá mới không phải là cái con cá mang mầm bệnh, con cá cũ cũng không phải là con cá mang mầm bệnh.
Lý do đơn giản là những cái nấm khuẩn ha, những cái nấm bệnh có nấm bệnh tồn tại sẵn ở trong hồ của các bạn, nó tấn công vô con cá mới. Là do cái con cá mới là đem về tình trạng sức khỏe của nó không phải là ở đỉnh cao nhất à, và cái con cá cũ của bạn đã quen sống trong môi trường đó, các bạn đánh giá sai lầm, các bạn đánh giá sai cái mức độ khỏe mạnh của cái hồ đó, các bạn có thể hiểu là như vậy. Thì lúc này thì đó thì mình cũng phải bó tay, thành ra chỉ còn cách là đem ra và trị bệnh thôi. Nếu mà bị bệnh rồi thì đem ra và trị bệnh thôi chứ làm sao bây giờ. Mà con cá bé màu này các bạn phải để ý, nếu mà bệnh là phải có thiệt hại ha, 10 không rời 9 nha các bạn, bệnh là phải có thiệt hại. Nhất là cá mới sẽ bị thiệt hại, bảo đảm chắc chắn là sẽ bị thiệt hại. Thành ra nếu mà các bạn muốn đem con cá mới về và nuôi con cá mới đó tốt thì các bạn phải xử lý cái hồ trước khi mà các bạn nhốt con cá đó vô cái hồ đó. Như là mình đây, mình phải là khử ha, khử trùng cho cái hồ, cái kiểu mình sẽ ngâm như vậy, rồi mình sẽ xong rồi cái mình sẽ chùi lau đó ha, kỳ cỏ cho nó sạch sẽ, mình sẽ bỏ hết cái nước này xong mình bơm nước mới vô và mình để cho nước mới ổn định, mình mới bắt đầu là mình thuần nước cho con cá mới trong cái hồ này chứ không phải là trong cái hồ cá cũ nữa. Nếu mà ở nhà các bạn có, các bạn thường hay coi trên YouTube cá của tôi chuyển từ hồ này qua hồ kia không sao, lý do là nè, cũng như là bầy này của mình chuyển qua hồ này không sao, hồ này chuyển ngược lại bầy này không sao, thậm chí cái hồ cái bầy này mình vớt hết cá mình bán hết rồi mình nhớ vớt cá bên đây, mình vớt cá bên đây mình thả cho qua đây mình cũng không cần xử lý gì nhiều à, thậm chí mình thả trực tiếp luôn cũng không sao. Lý do hai, lý do là con cá của bạn nó ở đây, nó được ăn no đủ, nó được đúng lợi sống ăn no phè phởn và bơi nhẫn nhơ đó, thì cái tình trạng sức khỏe của nó ở tầm cao rồi, nó ở đỉnh cao nhất của tình trạng sức khỏe rồi, thành ra con cá của bạn sẽ bị rất là ít bị nấm bệnh tấn công. Nấm bệnh tấn công vô những con cá có tình trạng sức khỏe kém thì nấm bệnh nó mới có khả năng là nó tấn công vô được đó. Thì nói nãy giờ dài dòng, tóm lại là xử lý hồ trước cái đi, thả cá về là ok ha, đừng có mà ẩu rồi sử dụng vào cái hồ cũ, thả cá mà hồ cũ chưa được xử lý, mầm bệnh đó, nhiều khi mầm bệnh nó tiềm ẩn trong cái hồ đó mà các bạn thả cá vô thì cá bệnh thì ráng chịu chứ không có trách được ai hết trơn á nha, cũng không có trách được cái chủ cá là giao cá cho các bạn là cá bệnh ha. Mình nói thật, nếu mà cái con cá mà nó bị bệnh á nếu mà con cá mà nó bị bệnh, chủ cá giao cho bạn con cá bị bệnh thì nó sẽ có tình trạng là giao cá tới chỗ thì cá nó sẽ rất là đờ và nó sẽ có thể là thiệt hại trong cái quá trình giao cá luôn đó. Con cá bệnh là nó rất là yếu, các bạn di chuyển đường xa là ăn cám liền nha. Khi mà nhận cá, các bạn thấy con cá mà khỏe mạnh rồi đàng hoàng là chứng tỏ chủ giao cho các bạn con cá khỏe mạnh, không phải là con cá bệnh. Con cá nó mặc dù nó cũng mệt, nó cũng hơi buồn á, nhưng mà nó cũng tóm lại khỏe mạnh á. Nhìn vô là các bạn để ý, các bạn nhìn vô là các bạn biết liền đó. Nhiều khi mà mình coi video của cũng khá là nhiều bạn thì mình thấy các bạn nói bắt cá về một tuần lễ thì cá nó bắt đầu bệnh. Cái đó là mình nghĩ là do các bạn là nhiều chứ không phải là do chủ giao cá đâu nha. Do các bạn là nhiều, tại vì khi mà bắt cá về trong vòng 2 ngày, nếu mà con cá bệnh là con cá nó xong liền à. 1 ngày, 2 ngày là nó xong liền, thậm chí 1 ngày luôn á. Đó, con cá nó càng mệt, bệnh nó tấn công càng nhiều. Đó, thậm chí là 1 ngày nhận cá xong, buổi chiều cá chết luôn cũng không chừng. Đó là cái vấn đề. Đó. Còn trong quá trình mà thuần nước của các bạn, nếu mà không đảm bảo thì cá rất là dễ bị bệnh. Con cá bé màu này nó rất là nhạy cảm à, nó rất là nhạy cảm, và nó nhạy cảm như vậy thì nó rất là dễ bị cái nấm bệnh mà tấn công vô à, cái nấm bệnh mà tấn công vô rồi bắt đầu là nó sẽ sanh bệnh cho con cá. Đây là cá máy của Limbo các bạn. Ăn no rồi, không thèm nổi đâu. Muốn ngắm là ngắm cái bài này với số lượng khủng nè, và với cái có thể nói là đầu con mập ú nè, đó là cái bài này. Bảo đảm với các bạn luôn, hằng hà trong đây ha, hằng hà trong đây nè, nó là cái bài nhiều nhất của cái hồ cá của mình. Hôm
đây là coi ha, mình có coi sọt nè bạn thấy không, đã không, mình có coi sọt nè, thậm chí mình có gì, có hamburger nè, super sọt luôn nè. Đó, này là bầy con của nó nè. Đó, thành ra cái việc mà chuẩn bị cái hồ của các bạn ha, nói tới nói lui thì cũng dòng trở lại đi, việc chuẩn bị mà cái hồ của các bạn khi mà thả cá mới rất là quan trọng. Các bạn phải chuẩn bị cái hồ cách là nó an toàn để mà các bạn thả cá mới, thì lúc đó con cá bạn mua về nó sẽ ok hơn nha. Thì hôm thì cái video này thì mình chỉ nói tới đây thôi, mình có đó, mình chỉ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm tới đây thôi. Còn gặp cái vấn đề gì khác thì các bạn có thể là comment, có thể là inbox gì đó, mình sẽ inbox Facebook cho mình sẽ trả lời cho các bạn đó, khi mà mình rảnh thì mình lên, mình up lên thì mình thấy, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Còn nhiều khi là mình trả lời hơi chậm do là mình cũng khá là bận một chút xíu đó, xin các bạn thông cảm cho mình. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.